Bây giờ mình sẽ thử mở cái ổ khóa của Viettiệp nha các bạn. Viettiệp nha. Và đây là ổ khóa nhà của mình. Đó. Còn sử dụng ok nha. Đây là ổ khóa nhà nha. Đó. Cái đây là không có bấm được mà phải dặn chìa khóa nó mới dặn được nha. Cái loại này không bấm được nha. Không bấm được. Là tại vì phải để chống cái việc quên chìa khóa. Nhiều khi mình bấm vô cái mình quên chìa khóa, cái không có chìa mở ra. Có nghĩa là có chìa mới khóa được. Để chống quên chìa. Ok, bây giờ mình sẽ khóa lại. Thử tập làm hacker một bữa thử rồi. Ổ khóa nguyên nha. Móc cũng hơi lâu chứ không có nhanh các bạn. Tôi cũng biết nữa. Ba làm nãy giờ thôi không vậy? Ừ. Cái này chụp quá nữa. Ừ. Wow. Nói chung là cũng dễ mở thôi các bạn, không có gì khó đó. Đối với ổ khóa này thì dễ mở nha. Bây giờ mình sẽ mở ổ này nó mới khó nè, thấy không?